Mến chào bạn, hôm nay mình giới thiệu bạn một vài dòng máy sới nha. Để mà liên lạc với lại người bán á, thì các bạn vui lòng bấm vào phía bên phải tiêu đề, thấy có chữ V, bấm vào phía vô chữ V đó. Và các bạn sẽ thấy hiện ra phần mô tả phía bên dưới và có số điện thoại gọi cho chủ cửa hàng nha. Còn mình chỉ quay video thôi, đừng comment hỏi giá, không có biết giá đâu để mà trả lời cho bạn. Rồi, thì mình giới thiệu để các bạn biết một số cái chức năng nha. Thì như con này là con Zangma NF80 ha. Nó được gác trên cái động cơ là Zangma NF80. Dòng này là bạc đạn, có nghĩa là Zangma mà nó có cái bọc ngay chỗ cái miệng bô nè. Với lại cái nắp này á, nó bằng thì nó là đa số là bạc đạn, nó là bạc đạn hoàn toàn 100%. Còn cái loại mà cốt mà nó lòi ra là nó có một loại, cũng có loại bạc đạn, nhưng mà đa số là 90% là 3G nha. Đó, thì mình giới thiệu về cái chức năng, mà chức năng này các bạn thấy cái tay mà tay cầm này nó rất dài nè. Đó, thứ nhất là rất dài, và cái đuôi sới của nó là nó gắn liền vô đây luôn. Thì dạng này là dạng IH. Thường thường các bạn thấy chữ, thí dụ như IS hay là IK hay là IC, nhưng mà IH có nghĩa là, có nghĩa là dòng IH là cái dòng này nó sẽ liền cái hộp số sới vô đây. Thì cái này thì nó là cái lóc của nó, đa số là lóc này bằng nhôm nha. Cái lóc mà lóc hộp số là bằng nhôm chứ nó không phải bằng gang, bằng sắt như mà những cái dòng kia. Thì nó được gắn liền cái nhông sới là trực tiếp vào trong hộp số này luôn, là để nó dành chuyên sới. Các bạn muốn mà xài mà cho mục đích kéo á thì không nên mua dòng này. Nếu mua, nếu lỡ mua rồi mà muốn sử dụng kéo thì các bạn phải chế cái bát, chế bát ra. Nhưng mà dàn này nó nhôm, nó sẽ chịu tải đồ, nó sẽ yếu hơn là những cái dòng đa dụng nha các bạn nha. Rồi, thì các bạn thấy cái dòng này thì cái hộp số của nó cũng 6 cấp. 6 cấp để chi? 6 cấp để chạy nhanh ở trên ruộng á. 6 cấp nhưng mà nó chạy tốc độ cũng không có nhanh mấy đâu. Muốn nhanh phải nâng cái pulley của máy lên. Thì nó có 1, 2, 3, 4 và nó có một tầng nhanh, một tầng chậm ha. Rồi, ở trên này là sới nè. Bên này là sới chậm, bên kia là sới nhanh. Con này 6 cấp chạy ha. Bên này hình như tầng chậm đây. Rồi. Côn của nó cũng rất đơn giản ha. Côn nó ở tầng này là côn bình thường, còn các bạn kéo lên tầng này, tầng trên này là khóa lóc kê thắng luôn. Hai tay bóp qua bóp lại. Đó. Thì đây là cái dàn sới của nó, là nó nằm dòng IH. Thì dàn sới của nó, đuôi nó đuôi giữa ha, đuôi giữa. Thì đuôi giữa nó đa dụng lắm. Đuôi giữa này thì nó sử dụng rất là đa dụng. Các bạn có thể đào lỗ được luôn. Ví dụ như ở cái đuôi sới này á, mà các bạn, nó cái đuôi giữa này á, các bạn có thể sử dụng nó để đào lỗ. Thì các bạn tháo bớt là, ví dụ các bạn tháo bớt là 4 con dao này đi, 4 dao bên kia đi, thì nó sẽ có cái kích thước bề ngang của nó chừng khoảng 30 phân. Các bạn cho hộp số, cái số nó đứng yên, nó không chạy, và các bạn nổ, các bạn cho sới không, các bạn cho sới không thì cái này nó sẽ đào. Nó có thể sới ngược, sới xuôi. Không biết này có sới đảo không biết. Tại không chạy máy lên mình cũng không nhớ. Đó, thì nó sẽ đứng một chỗ và nó sới, thì đất mà đất cỡ mềm mềm thì các bạn sẽ có khả năng các bạn đào được cái lỗ sâu chừng khoảng sâu, nếu lên tới đây chừng khoảng, nếu mà các bạn tháo luôn cái tấm dừng này ra nè. Tháo hai tấm dừng, nói chung thằng Nhật nó làm tính hết rồi. Tháo hai tấm dừng này ra thì các bạn cũng có thể đào được cái lỗ, cũng phải được sâu, cũng phải được 40-50 phân à. Đó, bạn đứng chỗ các bạn đào được cái lỗ 40-50 phân ha. Thì
IH80 này thì động cơ của nó thì nó nằm, nó rơi vào tầm, nó rơi vào tầm khoảng 8 ngựa 8 PS 8 ngựa. Rồi ở đây mình khoan giới thiệu về con K185 này các bạn, thôi giới thiệu luôn đi. Thì đây thì các bạn thấy cái này là con K185 ha, Kubota. Kubota này có hai dòng, nó có một dòng xài có đề thì trên nắp này nó sẽ, cái máy có đề thì trên nắp này nó sẽ là xài năng lượng mặt trời để nó sạc. Thì cái dòng này nó vừa chạy vừa sới nè, thì ở trên cần này nó cũng là sới chậm sới nhanh ha, mo ha. Còn số mà số ve của nó là tới mấy, 1 2 3 4 số ve, 4 số ve tầng trên và 8 số chạy ở tầng dưới các bạn thấy. 1 2 3 4 5 6 7, 8 số chạy tầng dưới, nó còn có thêm tầng rùa thỏ nữa, nhanh chậm nữa, phải không ta? Không biết cần này đúng là cần rùa thỏ, đúng rồi đó, nhanh chậm nữa. Thì cái dòng mà nó là để đa dụng á, cái con này mình thấy lốc của nó cũng lốc gan nè, nhưng mà dày, lốc nhôm nè nhưng mà dày nè. Rồi ở đây là các bạn thấy nó tách rời ra, ở dàn sới riêng biệt thì nó sẽ có cái, nó sẽ có cái hệ thống cốt qua và nó chạy dây cáp, dây xích nối qua ha. Con này có đề nè, có xài bình, nhưng mà chắc tấm này bị mất, tấm năng lượng bị mất. Thường mấy con thường mấy con này hay xài năng lượng mặt trời lắm. Thì cái này nó sử dụng bộ động cơ là EA11K ha. Thì động cơ này 8 ngựa rưỡi em ạ, 8 ngựa rưỡi. Con này 8 ngựa, động cơ EA11 thì có 8 ngựa rưỡi thôi. Thì cái này là nó xài sên bìa nè, các bạn thấy không, sên bìa nè. Thì cái mà đa dụng á, thì các bạn thấy cấp sới của nó rất là nhiều. 1 2 3 4 này là để nó xài cái tầng này nè, là nó sẽ lên. Ví dụ các bạn bình thường bạn bỏ xuống thì ví dụ như 1 kéo lên là 2 ha, vậy đó, nó vậy. Sên bìa thì sên bìa nó hướng về một bên, và các bạn thấy vàng này nó rời nè, thấy không, còn bên này nó dính vô đuôi sới luôn nè đó. Thì vàng này thì bạn bỏ vô, bạn bắt bát rồi vô bạn kéo thì ok, tốc độ nó chạy cũng nhanh nè ha, độ chạy cũng nhanh. Con này có đề luôn, động cơ có đề, có đĩa mô đề nè ở phía trước nè, có đề bị rưa phía trước nè. Rồi cái dòng mà sới này nó rất là nhiều cái dòng ha. Đây cái con này về chưa dọn chưa gì đâu, dàn dao vẫn còn cao ha, cao vút ha. Đó thì cái này thì các bạn thấy đâu có đào lỗ được, đúng không, tại vì nó nguyên một cái đường ngang qua, và cái nó không có cái lực, không có cái lực để mà đào lỗ. Nhưng mà cái con mà cái cùi giữa này thì đào lỗ được. Đó, các bạn sẽ bỏ dao đi, bớt dao đi, ví dụ các bạn có thể sử dụng là 4 dao là đào ok ha, đào mương đào đồ được luôn á, có nghĩa là chẳng những đào lỗ mà đất mềm mềm là đào mương được luôn á, bằng đào mương được luôn, tháo cánh ra thôi là đào mương thôi đó. Còn con này sinh bìa thì không đào mương được, không đào lỗ được ha. Rồi có nhiều bạn hỏi là cái con CT 601 nè, là của Mitsubishi. Cái dòng Mitsubishi với Sato đồ nó là chung nha, ngày xưa nó rất là được ưa chuộng. Nó có Sato đầu tròn với đầu vuông, con này là đầu tròn nè. Con này động cơ nó là 8 ngựa rưỡi ha, diesel. Cái mã nó là M85 ha, mã của máy M85 ha, Mitsubishi ha. Đó thì thằng này nó cũng xài sên bìa luôn các bạn. Hộp số thì cũng xài hộp số đa dụng, đa năng ha. Đúng rồi, số đa năng. Cái hệ thống mà nối của nó các bạn thấy không? Đó, nó sẽ nối ra phía sau, là các bạn gác đuôi sới. Mà cái này thì cái nó rất cứng, bởi vì nó là bằng sắt ha, bằng gan á, bằng sắt á, chứ không phải là gan như kiểu gan
cho bằng gang sắt á, chứ không phải là gang nhôm. Đó. Bằng sắt ha, nó rất là cứng cáp. Thì con này nó cũng có bình có đề luôn các bạn. Đúng rồi, nó có gắn đề phía trước nè, máy nè, con Mitsu này cũng gắn đề phía trước nè. Đề này không biết đề nhông hay đề dây cua roa, nó đang kín quá mình không thấy. Con này xài vỏ máy ta, vỏ Bridgestone, vỏ máy ta 512 đó. Thì con này dàn sới cũng xin bìa, thì các bạn thấy xin bìa thì không thể đào mương đào lỗ được ha, đào không được đâu, chỉ có xin chỉ có mà cùi giữa thôi, cùi sới giữa mới ấy được thôi. Còn mấy này là đa năng đa dụng. Thì ở đây là tầng nhanh chậm nè, hai tầng nhanh chậm, nhanh chậm cho sới với nhanh chậm cho với nhanh chậm cho chạy ha. Ở này có 6 số tất cả, 4 số cộng 1, 2, 3 6 số chạy 3 sẽ nhân với tầng nhanh chậm thì hình 6 2 2 2 ve. Đó, hai số lui, hai số lùi ha. Rồi. Còn đây là con Isuki ha, KA950. Isuki thì nó là dòng họ bà con này dân ma ha. Phụ tùng đồ của nó thì y chang của con dân ma. À Isuki, nó hình như là được mua bản quyền từ dân ma sao ấy. Cái động cơ của nó các bạn thấy không? Y chang của dân ma thấy không? Đó, nó cũng bọc bô nè, bật đạn luôn nè. Đầu bằng đồ y chang à, nói chung giống lắm. Con này cũng dàn số, cũng dàn số này cũng dàn số nhôm nè, hộp số nhôm nè. À, đuôi rời. À, sên giữa. À con này sên giữa nha. Con này xài đa năng. Đa năng chạy thì hộp số chạy của nó cũng 6 cấp ha. 6 cấp cộng với tầng nhanh chậm thành ra bằng 12 cấp ha. Hay là trên này là sới nhanh sới chậm thôi, dưới này chạy 6 cấp số. 6 cấp kéo xuống hẳn luôn, không có tầng nhanh chậm. Không biết có không. Nói chung mình mấy con này mình cũng mới khám phá, thành thử ra khi mà nổ máy lên mình mới biết. Ví dụ như tầng này đi, có thể là nó nằm ở tầng sới hoặc tầng nhanh chậm cũng có. Con này chắc không có xài tầng nhanh chậm đâu, tại vì các bạn thấy đây một số ve, đây một số ve nè. R1, R2, 1 2 3 rồi 4 5 6 là nó chia hai tầng rõ rệt trên này rồi, chắc này của sới. Rồi. À, các bạn thấy không? Cùi ở giữa nè. Cùi sới nó ở giữa mà này sao nó làm sao tiếu rồi ta? Mỗi bên nó có thêm một cái trụ nằm nữa ha. Một cái trụ nằm nó mới lạ nè, cái đuôi sới nè. Các bạn thấy không? Nè. Bên này nó cũng có một cái trụ nằm nè. Rồi, bên này nó cũng có một cái trụ tròn trụ nằm nè. Đó, nó đọc vậy đó. Thì cái này thì cũng đào lỗ được luôn các bạn, đào lỗ đào mương, tháo bớt dao ra, tháo nguyên cái này ra luôn chứ không cần tháo dao. Đây, các bạn tháo nguyên cái này ra luôn. Tháo hai ốc này lấy cánh này ra luôn. Hai ốc này lấy cánh này ra luôn là đào mương được. Đó. Đào mương ok, không? Đào mương đào lỗ ok. Tháo hai cánh trên. Không cần tháo luôn, nó rất cao rồi. Cái này đào cũng được 2 4 50 phân các bạn. Khỏi cần tháo cánh trên các bạn cũng đào được 50 phân, tháo hai cái này thôi. Tháo hai cái này ra bỏ thôi là đào mương ok ha. Cái này cũng khá đa dụng á. Rồi. Còn đây là con Kubota EA mấy đây. Con này KRA85 ha. Không đề, có đề không? Không đề các bạn.
KRA85, sử dụng động cơ TVCS. Số cũng sên giữa luôn các bạn. Cũng số sên giữa luôn. Hộp số cũng đa năng luôn nha. Số đa năng sên giữa luôn ha. Số đa năng sên giữa. Tôi coi cái này có đào mương được không? Thường thường sên giữa là đào mương đâu được. Nó cũng phân ra các bạn. Nó cũng phân ra hai bên nè. Cũng đào mương, đào lỗ được nè. Tháo hai cái phần tháo hai phần rời ra. Tháo hai phần rời ra là đào được. Đúng rồi, nó bắt bù lon, hai cái đầu này bắt bù lon vô nè. Hai cái đầu bắt bù lon vô. Tháo ra mình rút ra thôi. Thông thường mấy cái này là nó làm đa dạ dụng vậy. Là để cho người ta sử dụng đầu mương đâu rồi. Nhưng mà về có nhiều khi mình cũng biết cách mình xài. Rồi. Này có hộp số có 8 số. 4 thành 8. Số kia là 2 thành 4. Nhờ nó ở tầng nhanh tầng chậm này. Còn bên này là số sới. Vậy thôi. Đơn giản, tăng đưa lên xuống. Rồi, các bạn nào có nhu cầu gì thì alo với ông chủ nha. Ngày nay mình giới thiệu vài cái để cho các bạn xem cho vui. Rồi, mình chào các bạn.